Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Chúng ta tiếp đến những cuốn video giao lưu với vườn cảnh anh Bùi Toàn, xã Tân Hương, Ninh Giang, Hải Dương. Một vườn cảnh mà rất là đa dạng về chủng loại, về dáng thế cây. Đây là một gia đình mà anh em nhà anh Toàn có cái tay nghề làm bonsai. Tôi cảm thấy rất ưng thuận, đi tham quan nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người, nhưng mà với những cái đôi bàn tay của anh em nhà anh Duẩn, anh Toàn chăm sóc những cái tác phẩm bonsai, tạo dáng cắt tỉa là mọi người thế nào thì không biết, nhưng mà riêng Đỗ Sinh là rất là ưng thuận, bởi vì chúng ta chỉ cần nhìn những cái nét cây thôi là ta đánh giá được cái trình độ, cái tay nghề của những người làm bonsai tại đây. Vâng, Đỗ Sinh sẽ đưa các bạn đi tham quan cái tổng thể chung trong cái buổi giao lưu hôm nay tại sân vườn anh Bùi Toàn. Sau đó chúng ta sẽ cùng với anh Bùi Toàn giới thiệu tỉ mỉ cận cảnh từng tác phẩm một với báo giá cụ thể để chúng ta cùng nhau giao dịch. Và số điện thoại của anh Bùi Toàn ở trên màn hình. Phút đầu và phút cuối của những cuốn video Đỗ Sinh sẽ đăng tải lên. Cái này là cái xì. Đúng rồi. Vào vườn cảnh của một gia đình mà tôi. Vâng, nhìn cứ như là một cái triển lãm nhỏ nhỏ. Vâng, và đây giới thiệu các bạn anh Bùi Toàn trên toàn quốc. Vâng, hôm nay anh Bùi Toàn kết hợp với Đỗ Sinh, chúng ta sẽ làm vài cuốn video để giao lưu. Sau khi lướt qua khung cảnh chung thì bây giờ chỗ Đỗ Sinh sẽ giới thiệu cụ thể với các bạn. Lòi đi để đi kiếm cá, qua ngoại vào ống nước có 5 phút hồ còn. Vâng, và tác phẩm đầu tiên tôi chọn để giới thiệu với các bạn ngay bây giờ đó là từ một cây bông trang đỏ. Cây bông trang đỏ mà đẹp từ cái chậu cho đến đế bệ gốc và cho đến tán cây. Đây, đây, cái này rất lòng, đẹp. Lòng xì tàu anh rất nhiều này. Đây nó đây này, quả nó ra đây này. Ba nhà anh cực kỳ nhiều này. Tuyệt vời nhỉ. Xì tàu ấy. Đấy quả xong ra đúng như này. Cái này vanh thân chắc là phải đạt khéo vanh khéo phải đạt. Có cái thước con nào nhỉ? Kiếm cái thước anh ơi. Kiếm cái thước dây đến đây chỗ nào cần thiết, cây nào cần thiết đo thì đo. Còn chứ không phải là mình cũng phải đỡ mất thời gian. Cây này thì cho mỗi cái vành gốc thôi. Vành thân, vì cây này tôi thấy cái cốt của nó rất đẹp và rất lớn rồi. Chứ cứ áng áng này. 26 thôi. 26, đấy, lúc nay anh bảo 30. Thì chữ áng chừng 30 là nó không còn cái. Từ mặt chậu lên là 35 phân chú. Đâu, cái đấy để hơi thấp kéo lên nữa đi. Đấy, chuẩn. 40 đi. Đấy rồi, 40. Vâng, tôi sẽ chia sẻ thêm cái phía bên này của cái bệ cây bông trang đỏ này. Rất là đẹp và hài hòa. Bệ đế xung quanh hết. Và cây này báo giá bao nhiêu anh ơi? Giá 14 triệu à? Vâng. Trong lúc tôi làm đây anh cố gắng đi gần cùng tôi nhá. Để đến lúc tôi hỏi có ý kiến gì thì anh trả lời được nó cụ thể hơn. Giá 14 triệu. Vâng, chia tay với cây bông trang. Chúng ta đến với một cây si.
Một cây si mà cái độ này thì quả thì nhiều hơn lá, các anh đã vặt hết lá rồi. Cái này đúng là để phô ra những cái chùm quả rất là độc đáo. Đây được gọi là si tàu đấy. Vâng. Si tàu quả này nó đấy, chơi quả này nó đẹp. Những cái chùm quả hay quá nhỉ. Mặc hôm vừa rồi anh cầm ở nhà đem một cây đi triển lãm ở sân Tây đấy, thì những dòng si đó. Sau nó có chín nó to không nhỉ? Không, sau nó cũng chín, chín nó rụng nhưng mà được cái lá nó cứng. Riêng cái dòng si này lá nó hạng sánh dơn nó cứng. Cây si này giá bao nhiêu anh ơi? Dạ, đây là cây si si đồng tiền chưa? Si đồng tiền. Rồi. Quả rất nhiều, cây này giá bao nhiêu anh? Giá 15 triệu chị. Giá 15 triệu. Rồi. Anh ở đây nhá. Những cái việc gì mà nó không cần thiết nữa thì anh dừng lại. Lúc nãy anh nói cây si này bỏ giá bao nhiêu nhỉ? Dạ 16 triệu. 16 triệu, được rồi, vâng. À, tôi đi cho hết cái khu này để cho khỏi bỏ sót mà. Thì cố gắng bắt đầu tính từ đây hết lại. Vâng, tiếp đến một cây cần thăng. Ờ, cây cần thăng cái dáng cũng rất là nghệ thuật, cái cành buông cũng hay nhỉ. Và cây cũng già rồi đấy. Và tôi có cái cảm nhận này, đến với vườn cảnh anh Bùi Toản này, anh chơi rất đồng bộ. Đồng bộ là vì thế này, chúng ta cảm nhận nhá. Cây thì dáng thế đẹp, kỹ thuật làm bonsai của anh rất tốt. Và kèm theo những cái chậu, anh cũng rất trau chuốt. Không chỉ cây cần thăng mà tôi nói, tất cả những cái tác phẩm khác đây chúng ta nhìn hình ảnh đều là chậu đẹp, người sử dụng về sẵn cứ thế chơi, không cần phải chỉnh sửa, không cần phải cải tạo cái gì nữa. Đấy, những cái bóng cây rất ưng thuận. Bày trong khuôn viên một gia đình như thế này mà như một cái triển lãm nhỏ nhỏ, rất hay. Cây cần thăng này giá bao nhiêu anh? Đây là có giá giao lưu anh em là 4 triệu chú. Vâng, vâng. Cây cần thăng 4 triệu. À, cây này thì là những cây nhỏ, một người bê nhẹ nhàng. Vâng, tiếp đến một cây kim quýt. Một cây kim quýt có cái đường nhấn nhất, đó là cái điểm gãy gấp của thân này. Để tạo cái dáng huyền, đây. À, chúng ta hay dùng gọi là gập khuỷu tay, chính là đây này. Gập khuỷu tay. Và cũng là những tác phẩm nhỏ một người bê. Cây kim quýt này thì giá bao nhiêu anh? Giá là 3 triệu rưỡi chứ. 3 triệu rưỡi. Và chơi những cây mà có cái quái thân thì chúng ta không chán. Mà chơi đã không chán thì bán sẽ có lãi. Bởi vì chơi đã chán rồi thì chỉ thích muốn bán đấy thôi. Nhưng mà chúng ta không thể chán được vì chơi những cái cây nó có cái dáng dấp rất khó chịu, rất đẹp như vậy. Và đây là cây trang đỏ. Và cây này giá bao nhiêu? Cây này có giá là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi. À, tất cả những cái báo giá của anh trong đợt này tôi về giao lưu đây là giá tại chừa vườn đấy chứ. Vâng. Chứ có phải bao ship gì đâu phải? Vâng, giá tại vườn chú. Vâng, chúng ta thống nhất ngay nhá. Là giá tại vườn. Còn khách nào ưu ái mua nhiều thì có thể là hỗ trợ tiền ship chú. Vâng. Và đây là một tác phẩm Tùng La Hán. Cây già quá. Đấy, chúng ta lùi ra xa lấy cái bóng tùng ở trên nền bờ tường. Rất tuyệt vời. Cây tùng này giá bao nhiêu anh ơi? Cái này có giá là 12 triệu. Giá 12 triệu. Vâng. Ui giời, cái bóng tùng đẹp không? Đúng cái độ dịp đâm lộc lên như những bông hoa. Vâng, chia tay với cây tùng La Hán.
Đỗ xin giới thiệu tiếp với các bạn một cây nguyệt quế. Bóng nguyệt quế dáng lùn lực mà anh lại xây dựng trên một cái chậu, cái ang mỏng, ang hổ phù mỏng, rất là tuyệt vời. Quế một thân vu lu cục rồi, quay vốn nó cũng thêm được xuống đó. Vâng, cây này giá bao nhiêu anh? Cây này có giá là 16 triệu. 16 triệu, được rồi. Chúng ta chuyển tiếp đến một cây nguyệt quế nữa. Cây này thì có cái dáng độc đáo là dáng huyền. Một cái cành huyền đổ xà xuống rất là sâu. Trực đổ. Vâng, cây này hay quá nhỉ. Cây này anh ngắm cái cốt thân của nó này. Nó vặn nó theo cái đường này rất hay. Hay. Cây này chơi mới lại là đẳng cấp. Đấy, chỉ cần chơi những cây như này nó mới sướng. Nghệ thuật cái này. Chứ cây những chơi những cây nó hiền cây quá nó nhanh chán. Hai người bê nhẹ nhàng đúng không anh? Cây này với cây kia thích hơn cây này, cây này thích hơn. Cây này nó nghịch cây, nó nghịch cây. Nó đẹp. Cây này bao nhiêu nhỉ anh Toàn nhỉ? 8 triệu rưỡi. Cây này 8 triệu rưỡi à? Vâng. Rồi. Nó thuần cây. À, cái kia nó thuần. Vâng. Và đằng sau cây nguyệt quế chúng ta đến với một cây mai chiếu thủy. Tầm nhỏ một người bê đây. Nhưng mà cũng là những cây có cái thân cốt bệ rất là côn. Cái này bao tiền cháu? Những cái tác phẩm này thì cháu muốn giao lưu tại nhà chú ạ. Thì thực tế để khách nó ngắm thực tế. À vâng. Vâng. Rồi. Tức là khách đến đây xem. Thì lúc này báo giá. Đúng không? Vâng. Vâng, chúng ta chuyển tiếp một cây tùng la hán này. Vâng, một cây tùng dáng trực ngũ phúc. Cây này thì giá bao nhiêu? Cái đấy cũng có giá 12 triệu luôn chú ạ. 12 triệu. Giao lưu cho anh em giá hợp lý để được rồi. Chơi. Thực ra cháu cũng làm thương mại mà chú ạ. Có một chút lời là mình có thể mình bàn giao tác phẩm đẹp cho anh em chơi luôn. Được rồi. Và đây là cây trang đỏ. Rộ hoa đẹp quá. Cây bông trang này bao nhiêu anh ơi? Cái đấy có giá là 8 triệu thôi. Vâng. Giao lưu cho bà con giá nhân dịp lễ 30/4/5 là cái giá. Được rồi. Bên này tôi thấy anh có một cây dáng huyền này. Cũng bông trang đỏ này. Xây dựng trên cái chậu cũng đẹp đấy. Vâng, cây này thì đang ra nụ rồi. Giao lưu cho ai giá nhẹ nhất là có thể 3,5 triệu. 3,5 triệu. Ok. À, tôi đi hết cái hàng ở trên hè là đủ một cuốn video ấy. Những cây nào xoáy kỹ thì xoáy lâu, mà không những cây như cây này thì chỉ đưa cái hình bóng này thôi. À, đây là cây mai chiếu thủy. Bệ mai chiếu thủy lớn quá.
Ra từ bây giờ. Đổi nó ở chỗ cây xăng này à? Vâng, và cây mai này được báo giá bao nhiêu anh? Dạ, cái này cháu muốn cũng là khách đến đây xem trực tiếp. Muốn xem trực tiếp chỗ. Rồi. Đánh giá được cái nét đó thì thực ra nhìn qua hình ảnh cũng chưa thể. Cũng khó đúng không? Rồi, nhất trí. Vâng, và để tiếp theo chúng ta đến với một cây tùng La Hán. Cây tùng này có cái độ lắc hay quá nhỉ? Xem nào, xem cái độ lắc của cái cây chỗ này. À đây, chỗ này nó chuyển thân này, nó tạo thành cái gấp chỗ này. Vâng, chúng ta trở lại hình ảnh của một số những cây tôi vừa mới quay và báo giá cho các bác. Đấy. Rất tuyệt vời. Cứ như là triển lãm luôn. Đẹp quá. Cây tùng này có giá nào anh Toản đây? 45 triệu. Vâng. Những cái chậu chơi rất đồng bộ, những cái chậu đồng nai đẹp. Và Độ Sinh xin kết thúc cuốn video thứ nhất trong dịp này về giao lưu cùng với vườn cảnh anh Bùi Toản, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Chúng ta chuyển tiếp những cuốn video sau.